Và xin chào tất cả anh em. Thì hiện tại bây giờ mình đã có cho mình con Temo cầm hai mũi phù thủy rồi. Một con Temo là ném bom khá là đau đầu luôn ạ. Anh em có thể thấy đó. Ui, tiếc thế, chết rồi. Gặp cái thằng Z nó cầm này nó chọc chết con Temo của tôi rồi. Để xem con Temo tôi ném chuẩn nha. Chẳng ném chuẩn thôi là ông Z vỡ mồm ạ. À đủ. Bùm. À mà trúng một quả. Thực sự là tôi cần máu thấp mọi người nhá, để thực sự là đến rao đi chợ này kiếm thêm một ông Temo, kiếm thêm một cái triệu quá khổ nữa là tôi sẽ có, là chính là Temo ba mũi phù thủy mọi người ạ. Thực sự nó sẽ khá là khỏe đấy anh em ơi. Những pha ném bom gọi là rất ấn tượng từ Temo luôn. Bùm bùm bùm, chết như giải dạ luôn ạ. Ok, chúng ta có này. Rồi còn cái này nhá, chúng ta bán này đi. Chúng ta sẽ có vẻ không ổn nhờ. Thì tôi sẽ để như này đi. Ba phi hành gia ư? Ok. Ba phi hành gia mọi người ạ, để cho nó xài skill nhanh hơn mọi người nhá. Thì tôi mua ba mũ mà, nó xài skill ném một quả bom thôi là bọn đánh há mồm rồi. Với 1 sao thì hơi yếu anh ạ, phải 3 sao ấy, phải tầm 2 sao thì may ra kiểu nó gọi là quái vật được. Đi Vi này. Mẹ tao cái thủ chụp án với mày à? Má kìa. Có vẻ căng anh em, căng rồi, kèo hơi căng rồi. Nhưng không sao anh em ơi nhá. Mình có bán máu đi, lấy 3 mũ tính sau, lấy 3 mũ là tính sau mọi người ạ. Tầm giờ này thì vẫn quẩy được, không sao cả. Quan trọng là tính có 3 mũ phù thủy thôi. Dám ba cái trận đấu khởi đầu này thì thích thắng lúc nào chả được ạ. Nói thôi, lên phát tiên phong đi, 4 tiên phong đi. 3 sao, ok, 3 sao cho mày lên luôn gì nữa. Temo đâu ấy nhở? Không thấy Temo đâu anh em ạ. Chẳng biết Temo chạy đâu rồi, chả thấy đâu cả. Mình nghĩ là phát này nếu mà Temo ném chuẩn là một phát gọi là Bentakill đấy anh em ạ. Bentakill một quả bom này. Ui, ít mẹ thằng đơn này. Bùm. Ném như thằng đần anh em ạ, thằng Temo ném như thằng đần luôn. Chán. Ba mũ chứ đâu phải rác đâu mà ném như thằng đần vậy. 300% này, kinh khủng không ạ? Ui, có một mũ, ui, ngon, chắc chắn anh em ạ. Chắc chắn 3 mũ nha, không thể nào mà sai lầm được, chắc chắn 3 mũ. Tận này cơ mà không 3 mũ hơi phí. Ok, xin nhẹn xe rát nha. Nếu mà Ron không ra Temo thì chắc chắn tôi phải dùng đó chính là Neko rồi. Làm quả Neko cho nó lên 2 sao luôn đi chứ. Vã quá rồi. Khỏe đấy, ông nào cũng khỏe anh em ạ. Ông nào cũng khỏe. Ông nào cũng đẹp trai cả. Ok, chúng ta sẽ có Temo 3 mũ nha. Và bây giờ thì đó chính là cuộc tìm kiếm 2 sao của nó. Khó nhờ, đéo thấy đâu cả. Ok, có một con. Mua lại con này à? Má sao Vi ấy? Mẹ con Vi nó cứ đấm con đấy của mình nhở. Bùm. Bùm. Ui, nổ to lắm các bạn. Nhưng mà kiểu một sao hơi yếu ạ. Mình chỉ xin hai sao thôi mà khó vậy ư? Thì luôn đấy, má làm quả găng bằng lăng 3 mũ thì nó khỏe như nào. Ok, Temo rồi. À, làm găng bằng lăng 3 mũ anh em khỏe lắm. Nó khỏe cực kỳ luôn đấy.
Nhưng không sao, mình đang chơi kiểu này thì cứ để im thôi. Chứ bây giờ nó cho căng bằng lăng vào thì chúng ta sẽ có một con căng bằng lăng quái vật anh em ạ. Quái vật luôn. Ok, chúng ta có 400% xác lượng chuẩn. Ui, 400% sức mạnh kỹ năng. Kinh khủng lắm đấy à. Khi mà 3 sao thì nó ném một quả bom phải tầm 4.000 đam ấy. Ok, mày ném quả bom ta xem nào. Ui, what the fuck. Đây, đính chính là con tôi cần đây này. Ui, bom kìa. 1.320 đam một quả bom anh em ạ. Đoàn, đi luôn cho hỏi. Được, đúng là con của ta đây rồi. Ok mọi người ơi, với tempo 3 mũ thì thực sự sức mạnh của nó gọi là quái vật luôn rồi chứ không phải bình thường nữa. Ông 79 máu này, ông này thì có tận 4 con tướng mạng vàng luôn. Ông này thì không có, ông này thì Z, ui Z 3 sao, what the fuck anh em ạ, Z 3 sao, lưỡi kiếm vô cực, cuồng đao, quái vật. Thế đéo nào game này tôi cặp thằng quái vật nhờ. Phải có team băng thì mới trị được thằng xe, thằng Z đấy, không có team băng khó chơi nó lắm. Ui, 2060 sát thương, một quả bom. Ok, chúng ta có sâu zin này. Sâu zin này cái này chung cung ba tia mọi người nhá. Đấy, cho thằng giờ hiện cung ba tia này. Đó, đó là ổn nhất. Kén sức mạnh à. Sâu zin à, ok cho sâu zin đi. Ok, như này nhá. Grenade này. Để xem đi. Ok, nó vẫn chưa chuyển Z đấy. Nó mà chuyển Z sang chỗ khác thì hơi nguy hiểm đấy. Boom. Ủa ơi. Temo. Thế đi. Thế quăng đúng thằng Lucian nó lướt đi thì cháu chịu ông rồi. Đi luôn không? Thật sự con Temo này nó kiểu IQ hơi kém mọi người ạ. Ok, chúng ta có The Hint nữa này. Ron thử một chút nha. Xin phép anh em Ron một phát, vài phát. Xin phép anh em Ron vài phát. Vâng, đéo có gì cả. Chẳng có cái gì cả anh em ơi. Căng căng căng, xem thằng Z để đâu rồi, Z đâu rồi. À ok, Z vẫn để vị trí đấy anh em ạ. Vẫn chưa gì thay đổi cả. Đó, mình để đây thì con Vi nó sẽ không đấm con này của mình nữa mà đấm thằng ba này. Đó. Má ném bom kìa. Đấy, đúng rồi. Ui, 2000 đam một quả bom anh em ơi, what the fuck. Ui. Má đúng rồi, đấy chính là tôi cần anh em ạ. Má giờ 3 sao anh em ạ, Temu 3 sao đứng thế nào đúng không? Ui, khỏe lắm luôn. Giật na à? Lấy luôn Janna nha mọi người ơi, lấy Janna nhá. Bobby này, thực sự là không cần con ba đâu. Ba con ba 3 sao thì thực sự chẳng có gì hot lắm mọi người ạ. Chúng ta đang cần chúng ta tem mua 3 sao, bây giờ thì ông này này, ông này. Ông Z này vẫn chưa đổi vị trí nên mình không lo nha, không lo lắng lắm. Ông này thì không à, đủ mắt thằng này có Z à. Ôi thằng này chưa, ơi ấm à. Đù má găng một lăng quái vật thế này. Ui trời ơi, đi luôn. What the fuck. Má kìa, con băng nó nổ kìa. 2800 sát thương anh em ạ. Mẹ nó nổ. Nổ ngay mặt mình luôn. Đù má Temu cầm đồ kia nhưng mà giờ mình cần áo choàng tĩnh lặng mọi người ạ. Cần áo choàng tĩnh lặng cơ. Má
xuống thế này đi. Má, con này nó nổ đau quá. Nếu mà tí nữa, nếu mà mình phải căn, mình sẽ cho con Temo qua đây này. Zana luôn này. Zana luôn này. Bao nhiêu vàng lên được cấp? 12 vàng à. Để xem nha. Bây giờ thì Z chắc chắn đấy, thằng Z này. Bây giờ round này mình khả năng gặp thằng Z là tầm 80%. Mà để đấu với Z ấy thì phải có một con trong choáng tí. Đây ok, để này nhá. Đó, như này đi. Cho con Nautilus solo với Z. Đấy, em thấy tôi đoán đúng không ạ? Đấy, con Temo chỉ việc đứng đây ném thôi. Con Rakan này nó sẽ không nhảy đến đây đâu. Nó không nhảy đến đây xa vậy đâu. Nó chỉ nhảy tầm đây là cao rồi. Đúng rồi. Bùm, ui. Bùm. Đẹp quá nhờ. Bùm. Temo đam khá to, to vãi cứt. Ok, round sau tôi sẽ cho được thằng Zana vào rồi. Tuyệt vời nha. Cho Zana vào, tốc đánh của Temo sẽ tôi, của tôi sẽ tăng vượt bật luôn. Cứ thế mà ném thôi. Zana, bước vào sân đây em. Ok, Z gặp rồi nha. Gặp ông này nha, ông Ivan này. Ông Ivan này cũng có Z. Ông Ivan này cũng có Z, cũng sẽ có mật thám nha. Tận 2 con, 3 con mật thám luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ như thế này. Mình sẽ như thế này, bây giờ thì mình sẽ có vi luôn à, có vi luôn thì như thế này đi. Đây. Đó, như này đi. Ôi chết mẹ rồi, thằng Vi nằm ở đây à. Má, Vi nằm đấy nó đấm Temo của mình rồi. À, đấm Zana, đấm Zana em ạ. Đấm Zana nha, cũng được. Bùm. Bùm. Bùm, ui trời ơi, Temo kìa. Bom nổ như kiểu là pháo hoa vậy. Ui trời ơi. Hấp dẫn đúng không ạ? Má, giờ lên được Temo 3 sao rồi, đúng là đẹp trai luôn đấy. Ui giờ hiện nay sao lấy luôn nhá. Huyết kiếm à? Huyết kiếm là cho ai bây giờ? Ok, không còn 3 đâu mọi người nhá. Lấy con Gna vô ổn hơn đấy. Ổn hơn nhiều. À, bây giờ không ông nào chơi Temo cả anh em ạ. Mà tôi ron Temo không ra luôn, hơi cay. Má cái chai này mà dắt vàng luôn này. Khó quá. Tôi sẽ tích vàng nha, tích tập 50 vàng để bắt đầu kiếm Temo mọi người ạ. Tích lập tầm 50 vàng đi. 50 vàng bắt đầu run Temo tiếp nha. Ô có Temo này, có Gna lên, hớp, ngon. Cái huyết kiếm này thì mình nghĩ là mình sẽ cho đòn đánh hồi bằng 40%, 5% sát thương gây ra cho con Zana mọi người nhá. Thì bây giờ này, ông này mình gặp rồi này, ông này này. Bây giờ mình sẽ gặp lại thằng Găng Bà Lăng này. Thì anh em biết rồi, gặp Găng Bà Lăng này ý, thì nó sẽ nổ tầm đây. Thì bây giờ mình sẽ cho những con như này này qua đây. Đó. Cho sát thương chính qua đây. Đây như này đi. Đó là sẽ con Temo của mình sẽ an toàn. Đó. Nó sẽ qua đây nó quẩy này. Nó sẽ cho ra đây nó nổ này. Đó. Temo thì mình sẽ an toàn nhá. Bùm. Ui má nó có ấy anh em ạ. Nó có cái má kìa. Vút rồng cộng với cả kiếm súng hách tách. Má kìa. Không sao anh em, 20 máu thì vẫn sống được. Gặp thằng Z này. Được gặp thằng Z lại anh em ạ. Thằng ấy khỏe quá. Má nó có con găng một lăng nó đổ cái chết bà rồi. Phải cáo sang tính lặng mới giết được nó được. Ok, má thằng Z này. Z khỏe quá luôn anh em ạ. Fix cũng khỏe luôn ạ. Game này anh em là cũng khỏe cả. Nhất là thằng chơi găng một lăng kìa, nó nổ rồi quả bom vãi cứt luôn. Ok, để Temo qua đây nha. Ui, thế đéo lại gặp nó phát nữa này. Thôi xong rồi. Ui, có vẻ được, có vẻ ổn, có vẻ ổn à.
ném nó Temo, ném nó. Úi giời. Anh em thấy tố hài không ạ? Thế đéo nào xong cùng nó gần xả được kill, nó lại quay mặt sang nó quất Temo một phát ạ. Thế đúng game. Ok, dễ được. Gì đích sát gì khổng lồ nữa, này nhiều đồ quá. Ông nó chơi không tặc ấy mọi người, chơi không tặc ấy. Đồ hắc nhiều quá mà. Quá nhiều đồ luôn. Đỡ thế nào được. Ok luôn, bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 4 máu thôi. Để xem có được hot không nè. Hai Neko của chúng ta vẫn chưa sử dụng được luôn, chưa thể sử dụng được, chẳng có gì để sử dụng luôn anh em ạ, hơi tiếc. Ok, lấy Gu Công nhá. Ok, Gu Công này. Gu Công. Ok, bản ảo ạ. Ok, bản ảo thì ổn nhá. Bản ảo thì có vẻ tôi sẽ win được ông này. Ui, có vẻ căng. Thôi, Z kìa. Ma. Thôi xong rồi anh em ơi. Ok, vậy là có vẻ game này kết thúc tại đây rồi. Anh em xem cảm thấy thú vị, đừng quên để cho mình đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hẹn mọi người ở những video lần sau nhé.